Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm này, kế hoạch năm học 2022-2023 diễn ra trong điều kiện khá thuận lợi và đúng lộ trình. Việc triển khai nhiệm vụ năm học, nhất là với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại một số địa phương, vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và thiếu giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chú ý tìm ra sự khác biệt giữa chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để có phương thức triển khai tốt nhất. Các nhà trường phải tổ chức dạy và học thực chất, thực hiện đầy đủ nghiêm túc, không được cắt xén đòi dung chương trình, dạy đủ số tiết theo quy định để không thiệt thòi cho học sinh.